tại sao audio của em nhanh, tại vì gì? Em nhớ là không có download thêm thứ gì và cũng không có tải thêm ứng dụng và phần mềm gì cài vào máy. Tại sao audio lại nhanh như vậy? Đó là rất nhiều câu hỏi khách hàng hỏi tới BCBG. Hôm nay BCBG xin giới thiệu cho các bạn một nguyên nhân dẫn tới audio C rất nhanh đầy. Đó là dữ liệu Zalo mà người dùng sử dụng Zalo thường xuyên có trao đổi dữ liệu về hình ảnh video, thì các của hình ảnh và video được lưu vào trong Odyssey nằm trong thư mục Zalo BC theo hướng dẫn như trên video. Thì các bạn kích chuột phải Zalo BC thì bạn nhìn thấy là tổng dung lượng lên tới 63GB, nó chiếm hết một nửa dung lượng của SD OC hiện tại là 127GB, dẫn tới nguyên nhân làm đầy ổ cứng. Thì hiện tại thì mình đã kiểm tra ổ điện D của khách hàng còn trống rất là nhiều, thì mình sẽ tiến hành kéo một phần cái ổ điện C D còn bị trống sang cho OC để OC có thể được lưu thoải mái hơn. Tại vì khách hàng còn quan tâm đến các cái dữ liệu về hình ảnh video trên Zalo rất quan trọng. Còn những người bạn còn không cảm thấy không quan trọng về dữ liệu về hình ảnh video trên Zalo thì mình có thể vào mục Zalo PC và xóa những hình ảnh video đi, thì ổ đĩa cứng của bạn sẽ nhanh nhanh ra ngay. Thì ở đây mình sử dụng một cái tool để mà kéo cái ổ đĩa cho nó OC được rộng rãi hơn. Mình tiến hành OK và apply. Chờ đợi chút xíu cho phần mềm nó xử lý dữ liệu một chút là xong, thì ổ đĩa C của mình sẽ có thêm dung lượng mấy chục GB nữa. Khách hàng sẽ thoải mái hơn về dữ liệu cho OC của mình.